Chào mọi người đến với kênh Tô Tranh của mình và cả nhà của mình tô bức tranh. Đấy là một cái khăn có tay có mắt như này, và mời cả nhà của mình đón xem là mình sẽ tô bức tranh này như nào nhé. Phương bá ngồi bá ngắm gì? Chị ơi, hôm đấy mình mặc gì nhỉ? Bảo vừa mới nói xong. Thì bây giờ chọn được tông màu rồi, bây giờ mình lại chọn là mặc gì? Đi biển thì là kiểu gì là mặc váy một là váy hai dây. Bao giờ mới có tiền khám vậy chị? Chị cho biết ai đi, chị có cho mẹ chị đi không? Có. Cho em bé đi. Phải hỏi thì bảo đi không đấy. Em bé thì đương nhiên phải đi rồi đúng không? Không, bên kia là có em bé đấy. Bên đó mày có đấy. Vừa mới xem cái file của nó. Nhưng mà em bé tầm tầm liệu có giống nhau không lại? Em bé đây tuổi rưỡi. Bên đó ghi tuổi rưỡi. Bằng chuột. Ôi, thế hôm nào mình sẽ có rất nhiều trẻ con để một chơi cùng. Một hộ nhà trẻ. Đây là đâu nhỉ? Cái file của nó vừa xem. Có con em theo. Thấy ghi là con nhỏ. Đó là sao có xem như này rồi. Em bé. Đi giao lưu văn hóa văn nghệ. Hội không răng. Không, con này có răng mà. Có răng, trừ bún. Bún trừ răng hả? Trừ phần mấy răng hả? Hôm 8 tháng, 8 tháng rưỡi. Mọc răng muộn. Bạn hai cái răng rồi, nó chưa có cái nào. AI đi, còn AI đâu? Lúc đầu chị Trang có đi đúng không chị? Nó con này nó không chín.
vừa rồi mình vừa tô xong bức tranh với khăn như này, cảm ơn cả nhà đón xem và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.